Xin chào các bạn, mình là Tâm Nguyễn, làm việc cho công ty Cascare, cung cấp dịch vụ trợ giúp cho người cao niên tại nhà. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được cô y tá Christine hướng dẫn cách đeo khẩu trang chính xác, thực hiện vệ sinh tay trước khi đeo khẩu trang, chọn kích thước khẩu trang vừa với khuôn mặt và đảm bảo khẩu trang không bị lỗi. Mặt khẩu trang có màu đậm là mặt trước và mặt này phải hướng ra ngoài, trong khi mặt có màu nhạt phải hướng vào bên trong. Hãy chắc chắn rằng thanh kim loại cứng có thể uốn cong hướng lên phía trên vì nó là mặt trên của khẩu trang. Nếu bạn sử dụng khẩu trang có màu trắng, không có màu khác biệt giữa hai mặt, hãy chắc chắn rằng bạn đeo khẩu trang chính xác. Đầu tiên, bạn nên kiểm tra và chắc chắn rằng thanh kim loại có thể uốn cong nằm phía bên trên. Để ý chỗ nối dây chung, vì các chỗ nối dây chung phải nằm phía bên mặt trong của khẩu trang. Ngoài ra, các nếp gấp của mặt trước của khẩu trang phải hướng xuống. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, giữ chính giữa thanh kim loại và kéo phần phía dưới của khẩu trang. Điều này sẽ giúp bạn phân biệt mặt ngoài và mặt trong vì bạn có thể thấy hình dạng của khẩu trang. Giữ hai sợi dây thun của khẩu trang và đeo vào phía sau tay. Cố định khẩu trang bằng cách ép và vuốt chặt thanh kim loại ôm khít sống mũi để tránh rò rỉ không khí. Ngoài ra, kéo phần dưới của khẩu trang để đảm bảo khẩu trang che kín cả miệng và cằm. Thông thường nên thay thế khẩu trang sau mỗi 4 giờ hoặc phải thay thế ngay lập tức nếu khẩu trang bị bẩn hoặc bị ẩm ướt. Xin lưu ý rằng nếu bạn chạm vào mặt trước của khẩu trang, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vì mặt trước có thể bị nhiễm vi khuẩn và virus. Do đó, cố gắng tránh chạm tay vào mặt trước khi đeo khẩu trang. Trước khi tháo khẩu trang, thực hiện vệ sinh tay. Khi tháo khẩu trang, bạn nên tránh chạm vào mặt trước của khẩu trang. Cách chính xác là dùng hai tay giữ hai sợi dây thun, tháo khẩu trang ra và bỏ vào một túi kín. Sau khi bỏ khẩu trang, bạn nên rửa tay với nước và xà phòng ngay lập tức hoặc là cồn.